mến chào tất cả mọi người. Thì ngày mới mấy anh em Mỹ lại tiếp tục để ra khơi đi lặn biển nữa nha. Thì ngày hôm qua anh em Mỹ có lặn sò Mica với sò chai mọi người. Thì cái bữa trước Mỹ cũng có nói là sò Mica 20 mấy ngàn ký, nhưng mà bữa đó anh em Mỹ lặn thì cũng nhiều, nhưng mà vô bán còn có 10 ngàn đồng một ký thôi. Nên mấy anh em thì bữa đó thì cũng kiếm được khoảng 500 mấy gì thôi. Nếu mà Mica tầm giá 15 đến 20 ngàn mấy anh em cũng kiếm được 800-900 ngàn gì nha. Hôm nay thì mặt trời thì ngủ quên rồi các nha. Đó, giờ này vẫn mặt trời vẫn chưa lên luôn. Rồi, lại tiếp tục là bầu trời mây không. Đây, với lại trên mặt nước mình nhìn thì nó cũng có lượng sóng cũng có đó nè. Mỹ độ là chắc chắn sẽ đang đài báo thì sẽ thấu lại nha. Thì Mỹ sẽ cố để quay có nhiều clip để gửi đến cho mọi người cùng xem. Thì hôm nay ghi Mỹ sẽ chạy lại điểm Gành Giái, không biết có phải tới lại cái điểm hôm qua nữa không đây. Thì mình cứ lên đây mình lắng ra họ lắng vô, mình cứ thả thôi cái nha. Nếu mà được cái gì thì mấy anh em sẽ bắt cái đó thôi, chứ không có phải đi lựa. Nếu mình đi lựa gì nó lặn ít lắm, mình lặn gì đụng gì lấy cái đấy vô thì nó sẽ được nhiều hơn ha. Rồi. Đó, thì cứ mỗi sáng thì mấy anh em cứ ra đây ngầu thôi, ngầu uống nước trà xíu, rồi khi nào sắp tới điểm rồi sẽ bày chén được ăn cơm. Giờ cũng còn có người hai người gì ngồi quay sau thôi cả nhà. Mấy anh em tới một chút rồi. Khi nào tới điểm rồi Mỹ sẽ nhảy xuống để tìm những con hải sản Mỹ bắt được, Mỹ sẽ ghi hình lại để gửi đến cho mọi người cùng xem. Giờ thì Mỹ mời tất cả mọi người cùng đồng hành ngày lặn biển mới của mấy anh em nha. Mỹ mời tất cả mọi người cùng theo dõi video tiếp theo của Mỹ. Rồi, giờ thì cũng đã tới chỗ, Mỹ cũng đã chuẩn bị xong. Độ sâu ngồi điểm này tầm 5-6 sải tay gì đó thôi cả nhà. Wow, hôm nay thì Mỹ thấy nước thì cũng rất là mờ luôn nè. Mỹ nhìn xuống thì còn mờ hơn nữa chứ. Rồi, thế là đã xong rồi cả nhà. Nước qua đây thực sự rất là mờ luôn. Mỹ đang tìm dây đá để măng lên nha. Hiện tại vì ở dưới đất vẫn tối lắm cả nhà. Đây toàn là bụi không thôi. Đó, mình để sát những gì còn hơi thế đất nè. Thôi Mỹ sẽ măng lên nha. Nước rất bữa nay rất là tốt luôn, không biết ở trong đây sao đây. Giờ sẽ kéo neo chạy vô xem thử nha. Thì bữa nay hôm qua em sống bữa này lừa nó, tại vì sao tôi đã bụng quá. Bụng đâu thấy mà. Bụng. Quá cơ. Tôi đi bụng mà. Cái là dụng sư nó có sỏi. Ghi Mỹ giờ xét trong bờ mọi người. Đây sáng ngày người ta tập dọc tấm biển luôn nè. Đây nước thì rất là cạn luôn, nhìn thấy đất luôn mọi người. Không biết cả nhà thấy hay không đây. Chắc cũng tầm 2 sải gì thôi. Đây đèn ghe đậu ở trong xã Bình Thạnh nè mọi người. Đó, chỗ đây chỗ Mỹ gọi là La Gàn. Rồi giờ sẽ bắt đầu cho anh thả thôi mọi người. Nhảy cái thứ đó luôn. Quá dễ chừng dịch kia chạy ra nó kiếm đi tờ đó.
Rồi Mỹ vừa nhảy xuống thì cũng đã đụng đất luôn rồi cái nha. Đó, nước rất là cạn luôn. Đây Mỹ đưa tay lên khỏi mặt nước luôn nè. Đó, Mỹ độ chắc tầm đúng quá mọi người, đúng cỡ khoảng 2 mét nước gì thôi. Không tới 2 sải đâu, 1 sải mấy thôi. Rồi, đất này Mỹ nghĩ không có hải sản đâu. Đây cả nhà, Mỹ có phát hiện ra được những con chằng chằng này cũng rất là nhiều luôn. Đó, thường thì người ta cào, họ là cào những cái con này về để bán cho tôm ăn nè cả nhà. Đó, Mỹ quạt lên thấy ở dưới này quá trời luôn. Đây nhưng mà mấy con này như Mỹ thì bắt không có được nha. Con này thì người ta cũng mua để về cho tôm ăn đó mọi người. Nhưng mà bắt con này không có được đâu. Tại vì mình không có cái vợ để đựng nó mọi người, nên cũng không có bắt đâu cả nhà. Thường thì mấy con này nó mau ở trong vùng cạn thôi. Đó, quá trời luôn. Cái này mà giả cào là lấy ăn luôn đó mọi người. Wow, Mỹ phát hiện được một con bạch tuộc hũ nè. Đó, con mực này trong Mỹ gọi là con bạch tuộc hũ. Con mực này Mỹ cũng chưa ăn bao giờ, nhưng mà Mỹ cũng nghe một số anh em nói con mực này ăn rất là ngon luôn. Đó, mọi người nhìn con mực đây nó đù đù vậy đó mọi người. Mỹ không biết vì sao. Thường thì Mỹ gặp những con mực hũ như thế này nó mau lừa đừ lắm, nó không có lanh lẹ như mấy con bạch tuộc kia. À, giờ thì Mỹ sẽ làm một kiểu thôi. Đó, cái loại mực này Mỹ không biết vì sao nó chỉ chậm chậm thôi mọi người, y như là bị bệnh vậy. Đó, Mỹ cũng không biết vì sao nữa, bất cứ Mỹ gặp con bạch tuộc phủ nào nó cũng như vậy hết. Con này thì nhỏ mọi người, có con thì nó rất là to luôn á. Nhưng mà bạch tuộc này Mỹ ít khi Mỹ bắt lắm, Mỹ chỉ ghi hình thôi. Đây là cái con cua này chú Mỹ gọi là con cua đỉ nè mọi người. Có gì mọi người thông cảm nha, Mỹ thì không có nói bậy nói tục gì đâu. Chú Mỹ thường gọi con cua này cua đỉ. Thì chú Mỹ gọi sao thì Mỹ sẽ gọi vậy thôi mọi người, chứ Mỹ không có nói sai. Đó, mọi người thấy con này không? Điều con này có gạch ăn rất là ngon lắm mọi người. Ăn con này rất là thơm thịt lắm. Đó, nhiều khi Mỹ cũng không biết, thường thì bắt những con cái mọi người, con cái ăn có gạch nó sẽ ngon hơn. Con này có con nó gạch nhiều lắm. Kìa, em nó bắt được một con cua cúm nữa kìa. Nhưng mà con cua cúm này vẫn còn nhỏ nha. Đó, chung thì mấy anh em cũng không ai bắt đâu. Nhưng mà mấy con to mà nó chắc mọi người thì bắt. Đây là con cá lịch này cả nhà, chỗ Mỹ gọi là con cá lịch nha. Con cá này thường thường thì nó nằm ở dưới đất, nó thường đưa cái đầu lên đó mọi người. Mỹ cũng thường quay lắm, chắc cả nhà cũng biết rồi ha. Đó, đi hệt như công trình con rắn thì thôi. Rồi, là một phép mắt thích luôn rồi. Wow, rất là tiếc luôn cả nhà, lâu rồi mới gặp lại được một con cá đuối dơi. Nhưng mà con cá đuối dơi này là con cá con nha, cá bé, nên Mỹ cũng không có bắt. Mỹ chỉ để quay hình lại để cho mọi người cùng xem thôi. Cá này thì nó rất là dạng nha, nó không phải như là con cá đuối ghim hoặc là con cá đuối ngợi. Thì mấy cái loại cá đó thì nó rất là nhát. Còn riêng gì con cá này thì nó rất là dạng. Cá này thì có con tầm khoảng 3-4kg, 4-5kg, 6-7kg thì cũng có nha. Có con nó to lắm đó nha. Đó, lúc Mỹ cũng bắt được mấy con vậy đó. Cũng có mấy cái clip trước đó mọi người. Đây là cái đuôi của nó này. Đuôi nó thì có một cục thôi.
không bằng mấy con cá đuối kia, đuôi nó chỉ dài hơn. Con cá đuối này thì nó không có nẻ nha, nó không có nẻ nhưng mà nó cũng không có đâm mình, mình cũng không có sợ. Còn những con cá kia thì nó có nẻ, mình chắc là sợ nó vì nó đâm á mọi người. Đây một con sò léo đó mọi người. Kia Mỹ thì toi gian này độ sâu thì hiện tại giờ cũng tầm khoảng 4 sải tay rồi. Thì ra đây nước nó mờ cả nhà. Đó, nước nó sâu hơn ở trong đó rồi, kia Mỹ thả cũng chắc là lâu rồi. Mà sớm giờ Mỹ chỉ bắt được một con sò léo duy nhất này cả nhà. Chạy từ ở trong đó sớm giờ chẳng thấy con gì hết. Đây không biết da này có gì không đây. Mỹ vừa móc được một con sò léo thôi. Đây Mỹ vừa thấy một con sò léo nữa nè. Con này thì hơi to nè. Đây không biết có nữa không đây. Còn mong có bắt kiếm tiền thu nhập mọi người. Sớm giờ chẳng thấy hải sản gì. Một con cá trai, giờ Mỹ sẽ khấu nó nha. Rồi, công nhận con cá trai này nó lanh mắt thiệt. Nó thấy Mỹ khấu nó bỏ chạy liền. Mắt ăn rồi cả nhà. Wow kìa, có ai bắt được một con cá đuối dơi to chưa? Để Mỹ chạy tới xem thử ai nha. À, thì ra là anh Kha. Anh Kha thì cũng mới về Kim Mỹ lại đi được hai bữa. Wow, con cá đuối này rất là to ha. Đó. Hồi nãy thì Mỹ bắt con cá đuối lúc thì nó cũng nhỏ thôi, mà con cá này to nè. À, con này Mỹ độ chắc tầm khoảng 2 kg thôi. À, cá này về mà sống mỡ ăn ngon lắm cả nhà. À, anh Kha chạy cái chỗ nào lấy cũng được một mớ sò léo này, mà Mỹ được có mấy con thôi. Rồi Mỹ rất là may mắn mới được cào được một con sò ngọt này cả nhà. Nếu hiện tại thì cũng xấu quá lỡ hải sản thì nó cũng khó thấy dấu lắm. Đó, Mỹ nhờ hơn cào cúng con sò ngọt này nè mọi người. Mỹ vừa móc được một con sò trai nữa. Sò trai này đóng hà luôn nè. Đó là những con hà mọi người. Rồi cả nhà, câu ra đây nước rất là tấu luôn. Thôi mình sẽ măng lên nha. Nước tấu lắm, lặn thì không có được đâu. Thì mình sẽ kéo lên nha. Rồi thì cũng ít lắm nha. Đây lấy anh em lấy mớ thôi. Ừ, sao ai cao hai con luôn. Hai con luôn. Đây một nén này.
như là có súng vậy đó. Mấy anh em làm vô đây làm người vài con cá nhặt chứ không có nhiều đâu. Xấu hùm luôn. Ghe Mỹ đồn nhà ngồi đây không biết nước thế không đây. Thì nước thế nước trên đây nó cũng thanh lắm mà không biết ở dưới sao đây. Giờ Mỹ sẽ bắt đầu sẽ nhảy xuống coi thử nước có thấy không ạ. Ghe Mỹ lắng nhà ngồi này nước sâu cũng tầm khoảng 5 sải tay thôi. Đó, nước ngồi này thì Mỹ thấy hơi trong lại rồi nè. Do giờ này thì có nước bắt đi mọi người thì cũng hơi thấy thấy nè. Đó, nước gì là lặn ok, còn như nước hồi sáng thì lặn không có được đâu cả nhà. Qua ở trong này mà cũng có sò điệp nữa nè mọi người. Đó, con điệp này chỗ Mỹ gọi là con điệp xốp nè. Điệp này rất là to ha, nhưng mà cũng có con nó sẽ to hơn nữa nha. Mỹ tưởng đâu là cái gõ nha, nhưng mà không phải, đây là một con sò điệp thiệt luôn. Tới chỗ đây Mỹ phát hiện có dấu vết của những con sò chai này cả nhà, không biết có nhiều không đây. Thì Mỹ xem nữa có nhiều không nha. Đây, cũng có dấu sò mai nữa này cả nhà. Sò mai này hiện tại thì cũng 70-80 ngàn đồng một ký luôn á mọi người. Để còn Mỹ thì có dấu không nha. Đây, Mỹ vừa cào trúng được một con sò ngọt thì Mỹ định bật máy quay lên ai nhè thấy thêm một con nữa trong này mọi người. Và tới chỗ này Mỹ móc hai con liên tiếp luôn á mọi người, quá là đã. Để Mỹ cào cào thêm cái thứ có được thêm con sò ngọt nào nữa không ha. Sò ngọt cái chỗ này cái dấu nó thì theo cái dính cái màu đất như thế này mọi người thì cũng khó thấy cái dấu đó lắm. Từ khi mà nó nằm ngay trước mặt mình luôn, mình có thể thấy nó. Còn nếu mà nó nằm lệch qua khỏi con mắt của mình thôi là mình chắc chắn là không có thấy đâu. Tại vì nó nằm đúng cái màu đá mọi người, rất là khó thấy. Đó, sò mai mà nằm cũng không có muốn thấy luôn nè. Rất là khó thấy ha. Nước thì cũng hơi lừa thôi cả nhà, chứ không có lừa nhiều. Nếu mà lừa nhiều chắc không thấy luôn quá. Wow, cả nhà xem nè,
anh Kha tiếp tục bắt thêm một con nữa. Wow, ngày hôm nay anh Kha rất là hay luôn, bắt lần hai con cá đuối như thế này luôn á mọi người, giỏi quá giỏi quá. Wow, cháu Tiên định ăn cắp sò của Mỹ nè, mày ăn cắp sò của tao á, mày ăn cắp sò của tao, mày ăn cắp sò của tao. Bắt hồi nãy giờ chẳng được bao nhiêu con mà mày ăn cắp hả? Wow, con sò môi ca siêu to này cả nhà. Đây có một con sò quý nhỏ nữa. Con cá ngựa mini này cả nhà, cũng rất là lâu rồi mới gặp lại cá ngựa này, nhưng mà con cá ngựa này vẫn còn bé nha. Con cá nức, có con cá này thì nó có điện nha, nó có điện hay không thì mình bóp nó thì nó sẽ giật thôi cả nhà, còn như mà Mỹ cầm như thế này thì nó không có giật đâu. Chủ yếu là cái nguồn điện nó chỉ bảo vệ nó thôi cả nhà, khỏi kẻ thù ăn nó thôi. Đó, rất là đẹp ha, cá này về nấu canh bầu ăn đã lắm cả nhà, ngon lắm, bổ dưỡng nữa. Giờ hiện tại Ghi Mỹ đang kéo mấy anh em lên chuẩn bị chạy sò nha. Sáng ngày hôm nay mấy anh em bắt rất là ít luôn. Lúc thì nước thấy, lúc thì nước mờ thôi cả nhà. Hôm nay thì có gió rồi ha. Thành quả của mấy anh em đây cả nhà, thì hôm nay rất là ít luôn, chắc hiện tại giờ cũng còn những chiếc ghe đang chích điện mọi người đó, còn là những ghe chích điện không thôi. Đây là thành quả của ngày hôm nay, thì đây có 1, 2 thì có được 3 xô sò mai này thôi cả nhà. Đây được 3 xô. Đây cũng được gần đường xô sò chai. Anh Úc thì đang chỉ lấy màu nhậu cả nha. Ở đây được một tấm sò lủng sổ mọi người, sò Meka. Quay này chưa? Nữa. Chưa đó. Meka được sò lủng sổ thì được ứng tấm thôi. Ở đây được con mợ nang sáng giờ đây. Đây con mợ nang này là của anh Kha này, anh Kha anh bắt này. Đó. Đây cũng được nửa xô ốc dâu sò ngọt, cũng được nửa xô cả nhà. Quay chụp ba bạn nữa cầm lên chụp đi. Ốc dâu sò ngọt rồi cũng được nửa xô thôi. Đây cũng được có mấy con cá nữa này. Anh Kha thì anh hôm nay rất là giỏi luôn, bắt lần hai con cá đuối như thế này luôn mọi người. Đó, mình đánh không bắt được hết hai con rồi. Đây được 3 con. Đó, thì chỉ được 3 con nữa. Thành quả ngày hôm nay cũng mười anh em thì rất là ít luôn. Chắc hôm nay mấy anh em thất thu rồi cả nhà. Rồi Mỹ cũng sẽ xin kết thúc video luôn nha. Mỹ cũng chân thành là cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip ủng hộ Mỹ nha. Nếu mọi người thấy hãy cho Mỹ xin một like. Mỹ xin hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha.